cô chia sẻ bí quyết vẽ mọi thứ dễ dàng theo phương pháp vẽ tranh tư duy sông não qua con số 0 đến 9. Dù bạn là ai, học sinh, phụ huynh hay giáo viên ở bất kỳ lĩnh vực nào thì hãy xem video này để phát triển kỹ năng vẽ tranh tư duy sông não, phát triển cân bằng não bộ. Và trước khi vào thực hành vẽ tranh, cô xin giới thiệu bộ mã hóa. Chúng ta sẽ mã hóa từ 0 đến 9 như sau: 00 quả trứng, 01 cái dù, 02 con vịt, 03 trái tim, 04 cái ghế, 05 quả táo, 06 vỏ, 07 cái rìu, 08 người tiết, 09 hươu cao cổ. Sau khi các bạn đã mã hóa được những con số qua hình ảnh từ 0 đến 9 thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chuẩn bị. Chúng ta cần chuẩn bị những đồ dùng như sau. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ chuẩn bị 10 tờ giấy và ghi sẵn nội dung mã hóa như sau: từ 0 đến 9. Tiếp theo là bút chì, tẩy, thước kẻ, màu sáp, bút lông. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ chuẩn bị thật là nhiều bút lông có màu như vậy để chúng ta sáng tạo nhé cả nhà. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ thì bây giờ chúng ta hãy khám phá cách thực hiện vẽ từ 0 đến 9 nhé. Chúng ta sử dụng tay thuận để vẽ những đối tượng này trước nhé. Sau khi thuần thục thì chúng ta sẽ kết hợp cả tay trái để vẽ. Đây là sản phẩm chúng ta vừa vẽ xong. Và bước tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng các loại màu mà chúng ta đã chuẩn bị, tô bằng tay trái và bằng tay phải. Việc này sẽ giúp cho bán cầu não của chúng ta được phát triển cân đối. Các bạn hãy nhớ luân phiên đổi tay thật nhiều nhé. Đã tô màu xong rồi, các bạn hãy cùng xem sản phẩm của mình nhé. Khi tiến hành vẽ bằng tay trái tay phải, các bạn có thể chuẩn bị 10 tờ giấy như vừa rồi cô hướng dẫn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể chuẩn bị những ô như thế này và tiến hành vẽ bằng tay trái tay phải. Vừa rồi cô đã hướng dẫn bí quyết vẽ mọi thứ dễ dàng theo phương pháp vẽ tranh tư duy sông não qua con số và thực hiện tô màu bằng tay trái và tay phải ở mỗi đối tượng. Và thực hành vẽ bằng hai tay. Việc này sẽ giúp cho các bạn cân bằng não bộ, phát triển toàn diện tư duy và trí tuệ, phát triển kỹ năng vẽ tranh tư duy sông não. Các bạn hãy nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới từ cô Ngọc Hiền nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.